Thưa quý vị, và bây giờ thì đoàn của chúng tôi đang ở trên cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Việt Nam, và chúng ta có thể thấy lá cờ của Việt Nam của chúng ta tung bay ngạo nghễ suốt ngày đêm để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hô vang hai tiếng Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam đi chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường độc cảnh xa, cởi mau chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây sát quân tù thắng gian lao, cùng nhau lập chiến khu vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta hướng về.